Chết rồi. Nào, Chubin làm vỡ trứng của mẹ hả? Này, Chubin nhìn đây này. Vỡ trứng rồi đây này, lấy cái gì mà nấu cơm? Chết rồi. Nào, Chubin làm vỡ trứng của mẹ hả? Này, Chubin nhìn đây này. Vỡ trứng rồi đây này, lấy cái gì mà nấu cơm? Ngồi yên đấy, cấm được mà vỡ cái gì nữa thấy chưa? Thank you.
Sao đây? Tôi cuốn vào đây nhé. Gói vào đây nhé. Thank you.